không thắng nổi cám dỗ của thế gian thì đọa lạc. Trong Pháp có câu, mọi thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp theo mình. Tại sao chúng ta vẫn tạo nghiệp? Vì do mê hoặc. Đối với cả những đạo lý này, tuy chúng ta thường hay đọc sách, nghiên cứu giáo lý, nghe Pháp, cuối cùng không chống nổi sự cám dỗ của thế gian. Danh vọng, lợi dưỡng, tài, sắc, danh, thực, thủy, không thắng nổi. Không thắng nổi liền tạo nghiệp. Nghiệp là cái đi theo bạn. Bạn tạo tác nghiệp thiện, bạn có thiện báo. Bạn tạo tác nghiệp ác, thế là có ác báo. Thiện ác báo ứng không phải quỷ thần giáng cho chúng ta, không phải Phật, Bồ Tát, cũng không phải Thượng Đế hay Vua Diêm La trao cho chúng ta, mà tất cả kết hung, họa phúc, thảy đều do mình tạo thành. Tự làm tự chịu, chỉ có người thật sự hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật thì tâm mới bình tĩnh. Mặc dù gặp phải tất cả tai họa cũng sẽ không oán trách trời người, bị người khác làm nhục, hãm hại cũng sẽ không oán hận với người. Vì sao như vậy? Vì biết đây là nhân quả báo ứng, là quả báo. Ta trước đây không xúc phạm người, thì ngày nay người khác sẽ không xúc phạm ta. Ta trước đây không có hãm hại người, thì ngày nay người ta sao có thể hãm hại ta chứ? Chúng ta bị người làm nhục, bị người coi rẻ, bị người hãm hại đều là do tự mình cả. Tự mình phải nên đón nhận. Đón nhận một cách hoan hỉ thì món nợ này liền trả xong rồi. Nợ mạng phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền. Quả báo thông ba đời, đâu thể trốn thoát được. Cho dù bạn thành Phật rồi, thành Phật thị hiện vào trong lục đạo hóa độ chúng sinh, cũng không thể trốn thoát nghiệp báo của đời trước. Chúng ta đã đọc qua ở trong sách vở, Khổng Lão Phu Tử bị đói ở nước Trần, Phật Thích Ca Mâu Ni thì bị quả báo 3 tháng ăn lúa ngựa. Phật ở trong kinh đã nói với cả mọi người, nghiệp nhân của đời trước đến lúc này duyên chín muồi rồi, thành Phật, thành Thánh rồi cũng không có cách nào tránh khỏi quả báo. Về thời gian, nghiệp báo. Khi con chim còn sống nó ăn kiến, khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng mà đừng quên rằng thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. Hãy là người tốt và làm những điều tốt. Và bạn thử nghĩ mà xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, nhưng mà sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý của Ngài? 1. Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những việc ở phía sau. 2. Ngài đặt hai tay của chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai. 3. Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại vì Ngài muốn chúng ta nói ít, nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác. 4. Ngài đặt bộ não của chúng ta trong một hộp sọ vững chãi vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải là chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát. 5. Ngài đặt trái tim của chúng ta nằm trong lồng ngực vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải là ở một nơi hời hợt bên ngoài. Câu chuyện cái bẫy chuột. Một con chuột nhòm qua kẽ tường xem người nông dân và vợ của anh ta đang mở gói gì đó. Không biết cái hộp đó chứa thức ăn gì nhỉ? Con chuột tò mò và rồi nó hoảng hốt nhận ra đó là một cái bẫy chuột. Chạy ra sân nông trang, con chuột loan báo: có một cái bẫy chuột trong nhà đấy nha, có một cái bẫy chuột trong nhà đấy nhé. Gà thấy vậy lục cục ậm ừ, ngẩng đầu lên bảo: ngài chuột ơi, tôi thấy đây quả là mối nguy cho ngài đấy, nhưng mà nó lại chẳng hề hấn gì với tôi chẳng bận tâm về nó đâu. Chuột quay sang bảo lợn:
có một cái bẫy chuột trong nhà đấy, có một cái bẫy chuột trong nhà. Lợn tỏ ra thông cảm nhưng cũng bảo: tôi cũng rất tiếc ngài chuột à, nhưng mà tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cả. Hãy cứ yên tâm là tôi sẽ luôn cầu nguyện cho ngài. Chuột bèn quay sang bò cái bảo: có một cái bẫy chuột trong nhà đấy. Bò cái đáp: ồ, ngài chuột, tôi lấy làm tiếc cho ngài, nhưng mà điều đó chẳng liên quan gì tới tôi cả. Vậy là chuột lại quay vào trong nhà, gục đầu chán nản vô cùng khi phải một mình đối mặt với cái bẫy chuột của người nông dân. Cho tới rất khuya đêm hôm đó, một âm thanh vang to khắp cả nhà, hệt như âm thanh khi cái bẫy chuột sập được con mồi vậy. Vợ người nông dân vội chạy tới xem con gì đã sập bẫy. Trong bóng tối, bà không thấy con rắn độc đã bị kẹp đuôi vào cái bẫy đấy. Con rắn đớp ngay bà. Người nông dân vội vàng đưa vợ tới bệnh viện. Khi trở về nhà, bà lên cơn sốt. Ai cũng biết, người ta thường trị sốt bằng súp gà tươi. Thế là người nông dân liền bắt con gà mái ghẹ để làm súp. Nhưng cơn sốt không dứt. Vậy là bạn bè và hàng xóm tấp nập kéo tới thăm bà. Để mời họ ăn cơm, người nông dân đã giết thịt con lợn. Nhưng mà rồi vợ của ông ta cũng không thể qua khỏi. Thế là bà ấy chết. Có rất nhiều người đã tới viếng đám tang của bà. Và người nông dân lại phải tiếp tục mổ thịt con bò cái để có đủ thịt mời tất cả mọi người ăn. Con chuột buồn bã vô cùng khi chứng kiến tất cả những chuyện này qua kẽ tường. Bạn thấy không? Nếu lần tới khi bạn nghe thấy ai đó nói rằng họ đang phải đối mặt với cả rắc rối nào đó và nghĩ rằng nó chẳng liên quan gì tới bạn, hãy nhớ tới câu chuyện này. Khi mà ai đó trong chúng ta bị đe dọa, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy khốn, bởi chúng ta đều liên đới với nhau trong một hành trình chung gọi là cuộc đời. Xin hãy quan tâm với nhau, giúp đỡ nhau, khuyến khích nhau. Mỗi chúng ta chính là một sợi chỉ quan trọng trong tấm vải dệt của người khác. Đừng vô cảm với những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Thắng thua. Thắng ai chớ vội vui mừng, ai mừng vì thắng là mình đã thua. Thật tình mà nói, người thua tức là đã thắng chính bản thân mình. Vô tư trong cõi ta bà, tâm mình hạnh phúc thì nào có thua. Cuộc đời vì chữ thắng thua, chúng sanh điên đảo tranh đua thế là. Chiến tranh tan nát cửa nhà, hòa bình không có thật là buồn thay. Hơn người thì bị oán ghét, thua người thì phải khổ sở vô cùng. Thế nên hãy sống thảnh thơi, thế ai muốn thắng mình thua lo gì. Tu mau kẻo trễ, bởi vì cuộc đời ngắn ngủi thôi thì nhịn nhau. Thế gian không cảnh khổ đau, thiên đàng hạnh phúc cùng nhau tu hành. Vui như hoa nở trên cành, xả hết mọi sự hơn thua. Tâm lành không biết tranh giành thắng thua. Xưa có con rắn đầu đuôi tranh hơn với nhau. Cái đầu bảo: ta có tai nghe, mắt thấy, miệng ăn, khi đi tất nhiên là đi trước rồi. Còn ngươi đâu có những cái ấy đâu mà hơn ta được, cho nên ta chắc chắn hơn ngươi vậy. Cái đuôi bèn cãi lại: tuy vậy mà nếu ta chẳng cho ngươi đi thì ngươi không thể đi được. Thế rồi nó đem cái đuôi quấn vào cây 3 vòng, nằm luôn 3 ngày chẳng buông thả. Cái đầu muốn đi kiếm ăn mà chẳng đi được, đói gần hụt hơi. Tính bề không xong rồi, bất đắc dĩ mà bảo rằng: thôi ta thua, người hơn ta nên thả thân ra đi. Cái đuôi mới chịu thả thân đi. Cái đầu bảo: người đã hơn ta rồi, người phải đi trước đi. Cái đuôi thắng trận sung sướng, vút vắt đi trước, thì chẳng bao lâu sau bị sa xuống hầm lửa mà chết thui mất. Cái thí dụ này ví cho những chúng sanh ngu muội tranh chấp nhân ngã hơn thua, và rồi đôi bên đều sinh giận dữ mà cùng nhau đọa vào tam đồ ác đạo vậy. Hỷ xả. Khi mà cả thế giới quay lưng lại với bạn, xin đừng oán hận mà quay lưng đi, bởi oán hận chẳng thể hóa giải điều gì cả, và quay lưng đi thì khoảng cách lại càng xa hơn. Hãy bước tới mà ôm cả thế giới, chỉ có tình thương mới hóa giải được thù hận, thì khoảng cách sẽ không còn nữa. Nó không là yếu đuối hay bạc nhược, nó là sự cảm thông vô hạn. Sống trên đấu trường nhân loại, trong cõi đời trần tục nhiễm ô, nếu ai cố ôm chặt lòng thù hận chấp mê,
thì sẽ không sao tránh khỏi được cảnh lầm than đau khổ. Muốn thoát khổ được vui, con người phải gỡ bỏ những mối dây oán hận, tẩy sạch những vết nhơ ô nhiễm trong cõi lòng của mình cho được nhẹ nhàng trong sạch. Phương pháp gỡ bỏ và tẩy trừ ấy là đức hỷ xả. Hỷ xả là vui vẻ tha thứ những lỗi lầm mà người đã phạm đến ta, cũng như vui vẻ bỏ tất cả danh vọng, tài sắc cho đến thân mạng của ta. Nếu thấy cần và lợi ích cho chúng sanh, có tha thứ, lòng ta mới thanh thang được, tim ta mới hòa nhịp cùng tim của mọi người. Có xả bỏ, tâm ta mới thanh thoát và an tịnh. Cuộc đời đen tối và sầu khổ nhất là cuộc đời của kẻ hay cau có oán thù. Vì kẻ hay cau có thì trên gương mặt luôn hiện đầy những nếp nhăn gay gắt, đôi mi trau lại, lộ vẻ khó khăn. Kẻ còn ôm nặng khối hận thù thì lửa hận thù thiêu đốt cả tim gan và buồng phổi của họ. Còn gì khổ đau hơn khi mà tim gan bị thiêu đốt? Còn gì xấu xí bằng khi gương mặt nhăn nhó héo sầu? Sống ở trên đời này, nếu ta gặp điều trái ý liền mang lòng thù hận thì chắc đời ta sẽ thấy toàn là thù hận và oán hờn. Như Tý dùng lời thô bỉ mắng thân, thân cố trả thù phải dùng lời bị ổi hơn. Ban đầu còn trả thù nhau bằng miệng, kế trả thù bằng tay chân, và sau cùng phải trả thù nhau bằng dao búa. Khi sơ khởi chỉ là mối thù riêng của cá nhân, rồi lan dần đến mối thù chung của gia đình, của thân tộc. Cứ thế oán thù chập trùng thêm mãi biết bao giờ mới dứt đây. Đức Phật dạy: lấy oán trả oán, oán mãi chất chồng, lấy ân trả oán, oán liền tiêu diệt. Người trong lòng mãi ôm ấp hận thù thì lúc nào cũng tưởng chừng chung quanh đều là kẻ thù muốn hại mình. Vì vậy họ sống những ngày đầy lo sợ. Chỉ có ai biết lấy ân trả oán mới mong dứt sạch được hận thù. Như người đình trưởng nước lương trả thù người cào dưa mình bằng cách gia công tưới dưa cho người, nhờ đó mà hận thù dứt sạch. Còn gì vui sướng hơn, kẻ có tâm lượng bao dung, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho người. Khi nào trong lòng ta không còn một mảy may thắc mắc, không còn một chút hận thù, đó là lúc ta hoàn toàn an lạc. Người mà lòng được thanh thoát nhẹ nhàng thì gương mặt vui tươi, lời nói thanh nhã, cử chỉ thư thái, toàn thân hiện ra một phong độ khả ái khả kính. Con người ấy có mấy khi phải buồn khổ, vì thế nên họ trẻ mãi sống dai. Sách có câu: thù ghét là sâu mọt đục khoét người ta, làm cho người ta chóng xấu, chóng già, chóng chết. Yêu thương và tha thứ là suối nước cam lồ tưới vào lòng người, làm cho người tươi đẹp, trẻ dai và sống mãi. Danh vọng, tài sắc ở đời là những cạm bẫy trực hại người, nhưng vì nó có công năng hấp dẫn quyến rũ, khiến người phải mê mẩn say sưa để rồi chịu khổ. Cũng như miếng mồi, vì có mùi thơm hấp dẫn, con lươn phải lao đầu vào hòm chúng. Phần đông người đời ngỡ rằng đuổi bắt tài sắc danh vọng là hạnh phúc, chưa đâu ngờ càng đuổi bắt nó càng chuốc khổ về mình đâu. Đây, một chàng thanh niên ủ rột ngồi dưới lùm cây cổ thụ, phải chăng chàng đã chật chân trên nước thang danh vọng sao? Kia, một thiếu nữ sầu bi đứng dựa mé sông sâu, phải chăng vì tình duyên ngang trái? Tóm lại, bởi đắm nhiễm sắc tài danh vọng, người đời phải luống chịu khổ đau. Dứt bỏ những tham nhiễm là điều không dễ, mà dứt bỏ một cách vui vẻ lại càng khó hơn. Nếu ai mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mà lòng không ái nhiễm, ấy là bậc siêu nhân. Ngài Phù Dung Thiền Sư nói: ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Nghĩa là nghe tiếng hay, nhìn sắc đẹp như hoa trồng trên đá, thấy tài lợi danh vọng như bụi rơi vào mắt. Con người được như vậy mới hẳn là tự tại an vui. Chúng ta nhìn qua tượng Đức Di Lặc sẽ thấy năm đứa nhỏ móc tai chọc mắt Ngài, mà trên gương mặt của Ngài vẫn nở một nụ cười tự tại. Hình dáng ấy để tượng trưng cho người đã hỷ xả ngũ trần toàn vẹn. Đức Di Lặc không cười sao đắng, vì ngoại cảnh còn gì quyến rũ được Ngài. Tâm Ngài lúc nào cũng an nhiên,
thì quyết định trên gương mặt hẳn luôn luôn hoan hỉ. Tài, sắc, danh vọng là vật bên ngoài, xả bỏ không lấy gì làm khó. Đến như thân mạng là cái mà người phàm phu tuyệt đối mến yêu, muốn xả bỏ nó thì sự khó khăn lại gấp bội phần. Người đời vì chiều mến thân nên đã gây biết bao tội lỗi. Ngược lại, Bồ Tát vì chúng sinh bỏ thân mạng dễ dàng hơn người tham lẫn bỏ một vắt cơm. Đạo hay nhất. Ở đây thì chúng ta chỉ nói về chánh đạo, tức là đạo hướng thiện con người. Khi trong tay của bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu bạn chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội để chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn cố chấp khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến một mức độ nào đó mà thôi. Tại sao thế giới này lại có nhiều tôn giáo khác nhau? Tại sao mỗi tôn giáo lại phân chia thành các giáo phái? Tại sao Thượng Đế không ban cho nhân loại một tôn giáo duy nhất, thuần túy mà thôi? Mỗi con người đều có những mức độ phát triển tâm linh khác nhau, do đó phải có những trình độ hướng dẫn khác nhau. Tất cả mọi tôn giáo trên toàn cầu đều hết sức cần thiết vì nó đáp ứng những nhu cầu khác biệt này. Không một tôn giáo nào có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi con người ở mọi trình độ. Mỗi một tôn giáo là một viên đá lót đường để đưa con người tiếp tục đi xa hơn trên con đường dẫn đến chân lý. Dĩ nhiên, khi một cá nhân đã phát triển, đã nâng cao trình độ hiểu biết về Thượng Đế, thì người đó có thể cảm thấy không thỏa mãn với lời dạy bảo của tôn giáo mà người đó đang theo đuổi, học hỏi. Hiển nhiên, người đó sẽ đi tìm một tôn giáo hay triết lý khác để bù đắp vào chỗ thiếu sót đó. Khi điều này xảy ra, thì người đó có thể đạt đến một trình độ hiểu biết khác về chân lý. Mỗi bước đường đều có những cơ hội để học hỏi thêm về chân lý. Do đó, đã hiểu được điều này thì người ta cần biết rằng chúng ta không có quyền chỉ trích bất cứ một tôn giáo nào, vì tôn giáo nào cũng đều quan trọng và đáng quý như nhau. Vì con người không toàn thiện, toàn trí, do đó họ cần học hỏi nhiều. Tùy theo trình độ hiểu biết và khả năng tâm linh mà họ được giao phó các sứ mạng, đặt vào các địa vị, trong các quốc gia hay tôn giáo, các môi trường của đời sống, để có dịp tiếp xúc với những người khác và học hỏi. Đời sống là một môi trường để thử thách, để học hỏi và muốn hiểu biết đích thực ý nghĩa của cuộc sống, thì người ta phải biết dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ cái ý nghĩ rằng chính cá nhân có thể biết tất cả, mà phải khiêm tốn lắng nghe lời chỉ dẫn thầm lặng của đấng thiêng liêng. Nhưng tại sao đang sống trong tình thương tuyệt diệu của Thượng Đế mà có những linh hồn lại tự nguyện đầu thai xuống trần để học hỏi khi họ có thể tìm thấy câu trả lời chính nơi đây? Vừa nghĩ đến đó thì tôi chợt kinh nghiệm ngay được sự tạo lập trái đất như sự kiện này đang diễn ra trước mắt tôi. Có lẽ đây là một điều quan trọng mà Thượng Đế muốn cho tôi tiếp tục thu được, vì trước mắt tôi cả một diễn tiến của sự tạo lập trái đất với muôn ngàn tia sáng chói lóa. Thuở xưa, có một ông vua hiền đức cai trị công bằng, dân chúng trong nước sống thanh bình. Một hôm, dưới sự đề nghị của cận thần Tả Hữu, vua triệu tập tất cả trưởng lão tôn túc của các tôn giáo trong nước. Khi tất cả có mặt đầy đủ, vua nói: "Thưa các vị giáo chủ, hôm nay ta mời các vị tới đây bàn luận vì ta muốn chọn một đạo trong các đạo để tôn lên làm quốc đạo. Ta đặt niềm tin nơi các vị, với sự minh triết, xin các vị hội thảo bàn luận với nhau để tìm cho ta một đạo nào hay nhất, đáng được hưởng ân phúc của hoàng gia. Đạo nào cũng được miễn sao là mọi người đều đồng ý kính phục, không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi được." Trải qua nhiều năm mà vua vẫn chưa được câu trả lời, bởi vì ai cũng cho đạo của mình là hay nhất, nhưng người khác lại không chịu. Cứ thế mà tranh luận rằng co từ năm này qua năm khác. Rồi một hôm có một hiền giả du phương ghé qua nước của nhà vua nọ. Sau khi nghe chuyện nhà vua tìm một đạo hay nhất mà chưa ra, bèn đến xin ý kiến nhà vua. "Tâu bệ hạ, tôi có thể chỉ cho bệ hạ một đạo hay nhất mà không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi được." Vua nghe qua thì rất đỗi vui mừng,
vì hy vọng của mình sắp được toại nguyện sau bao nhiêu năm dài trong đời. Thật vậy sao? Xin hiền giả hãy nói cho ta nghe ngay lập tức đi, ta đã chờ giây phút này quá lâu rồi. Xin bệ hạ hãy kiên nhẫn một chút, tôi sẽ tiết lộ cho bệ hạ tên của đạo này ở một nơi thật yên tĩnh vắng vẻ. Đúng trưa mai, xin hẹn bệ hạ ở bờ sông Hằng, chúng ta sẽ vượt sông qua bờ bên kia, và ở đó tôi sẽ nói cho bệ hạ biết tên của đạo này. Sáng ngày mai, đúng hẹn, vua và vị hiền giả gặp nhau tại bờ sông Hằng. Vua ra lệnh cho một chiếc thuyền đến gần để chở hai người sang bờ bên kia. Khi chiếc thuyền đến gần, vua sửa soạn bước lên thì hiền giả chặn lại nói rằng ông ta muốn khám xét lại chiếc thuyền coi có tốt và bảo đảm hay không. Chiếc thuyền này không được vì có một miếng ván bị nứt ở dưới đáy rồi, nước có thể tràn vào. Hiền giả thưa. Vua lại gọi một chiếc thuyền khác đến. Sau khi khám xét, vị hiền giả tìm thấy vài miếng ván bên hông thuyền hơi lỏng và thiếu đinh. Nhà vua lại gọi một chiếc khác đến. Sau khi khám xét kỹ càng, hiền giả lại từ chối vì lý do nước sơn của thuyền đã bị tróc rồi. Cứ thế vua gọi hết chiếc thuyền này đến chiếc thuyền khác, chiếc nào hiền giả cũng moi ra được khuyết điểm. Dần dần nhà vua mất kiên nhẫn. Chiều thì đã qua rồi, hoàng hôn sắp đến. Sau cùng vua không nhịn được nữa. Thưa hiền giả, từ trưa tới bây giờ ta đã gọi không biết bao nhiêu chiếc thuyền rồi, chiếc nào ngài cũng từ chối hết. Xin hỏi ngài, thuyền tróc sơn một chút hoặc thiếu vài ba cái đinh thì có sao đâu, nó vẫn có thể đưa mình qua sông được cơ mà. Sao ngài lại để ý đến những khuyết điểm nhỏ nhặt như vậy? Lúc bấy giờ vị hiền giả nhìn vua mỉm cười nói, bệ hạ đã tự mình nhận thấy rằng dù có vài ba khuyết điểm nhưng mà tất cả những chiếc thuyền kia đều có thể đưa mình qua sông được. Cũng thế, tất cả đạo trong nước của bệ hạ đều giống như những chiếc thuyền kia. Đạo nào cũng có thể đưa bệ hạ đến sự thể nhập với Thượng Đế. Đạo nào cũng hướng con người đến cái thiện. Không nên phân biệt đạo hay, không nên phân biệt đạo này hay đạo kia hay mà chê bai. Không nên vì quan điểm của mình theo đạo này mà không cho phép mình hay người kia tìm hiểu và học hỏi cái hay của đạo khác. Đi tìm khuyết điểm của nhiều đạo khác nhau là một điều vô ích, thiếu sáng suốt. Bệ hạ hãy trở về lo việc triều đình, tiếp tục lấy đức trị dân và hãy bình đẳng kính trọng các đạo giáo, xem đạo nào cũng như đạo của chính mình vậy. Nghe xong thì vua liền phục xuống chân vị hiền giả đảnh lễ, và khi ngẩng lên, vua sung sướng cảm thấy mình thực sự thấm nhuần sự minh triết. Câu chuyện về cách giải trừ oan gia trái chủ của một bạn đã chia sẻ. Có một hôm khi ngủ dậy thì ngực của tôi tự nhiên đau nhói, giống như khớp xương tay bẻ, mình kêu tiếng rắc vậy, cảm thấy dễ chịu. Ngực tôi thì cũng vậy, mỗi khi đau tôi phải giưỡng tay ưỡn ngực ra kêu một tiếng rắc thì mới thấy đỡ đau. Ngày này qua ngày nọ, lúc vừa mở mắt dậy hoặc những khi ngồi một tư thế thì tôi đều phải ưỡn ngực kêu lên một tiếng mới cảm thấy khỏe hơn một chút. Lúc thắp nhang, khi xá hoặc khi tôi để hai cánh tay sát nhau đều thấy đau. Nhiều khi nhói quá tôi phải dùng đến thuốc, mặc dù tôi không thích thuốc vì tôi cho rằng thuốc là độc dược, đưa hóa chất càng nhiều vào cơ thể thì sẽ dễ gây phản ứng phụ khác. Ngực của tôi thì cũng lắm lúc bình thường được 3 ngày là cao thôi. Tôi dùng thuốc được 3 lần thì hết cách nên không uống nữa, đành sống chung với cả căn bệnh này của mình. Tôi nhớ Hòa Thượng Tịnh Không từng dạy căn gốc của bệnh tật mà chúng sinh đang có. Bệnh đau tuy nhiều, quy nạp nguyên do chỉ có 3 loại thôi. 1. Loại thứ nhất là bệnh sinh lý do đi đứng ăn uống không điều độ. Người xưa thường nói bệnh từ miệng mà vào. Chúng ta ăn uống không vệ sinh, không khoa học, ở ăn mặc không lưu ý nên bị cảm mạo phong hàn. Nhưng mà những thứ bệnh này thuộc về sinh lý, cần tìm bác sĩ chuẩn đoán trị liệu. 2. Loại bệnh thứ hai, oan gia trái chủ tìm đến thân. Loại bệnh này thì không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu quả. Thầy thuốc thì cũng không thể trị hết bệnh được. Chỉ có phương pháp duy nhất, đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi.
Cho nên pháp sư siêu độ thông thường dụng ý chính là hòa giải, tiếp nhận cũng có không ít. Thế nhưng trường hợp không tiếp nhận cũng có, làm cho vấn đề trở nên càng khó khăn hơn. 3. Loại bệnh thứ 3 là bệnh nghiệp chướng, không phải sinh lý cũng chẳng phải oan gia trái chủ, mà do chính mình tạo nghiệp quá nặng. Loại bệnh này rất phiền phức, thầy thuốc chào thua, siêu độ thì cũng không có tác dụng gì. Đức Phật nói, loại bệnh nghiệp chướng này chỉ có một phương pháp đối trị, chính là bản thân chân thành sám hối. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, bệnh liền có thể hết. Trong Phật Pháp, nếu biết được căn nguyên của bệnh này, hiểu được phương pháp đối trị, chúng ta không cần phải tốn nhiều tiền oan uổng. Quan trọng nhất là phải dùng tâm chân thành sám hối, hướng thiện, tụng kinh niệm Phật hồi hướng. Thế nhưng điều trị vẫn là phương thức cần thiết, nó có thể giúp chúng ta hồi phục sức khỏe. Quan trọng vẫn từ nơi nội tâm mà sám hối, đoạn ác tu thiện. Học Phật Pháp rồi, tôi biết bệnh của mình không phải là do bệnh sinh lý thông thường, mà là do oan gia trái chủ đòi nợ đây. Điều trị hết tiền thì có, chứ bệnh có hết hay không thì chưa chắc. Vì tôi có quen một người mà tôi biết là bệnh nghiệp, chữa tốn tiền rất nhiều mà bệnh vẫn y nguyên không hết. Ngày 20 tháng 8 năm 2014, tôi đã đến nhà của một sư tỷ đồng tu và nói căn bệnh của mình ra. Tỷ đã hướng dẫn cho tôi cách giải trừ oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không và khuyên tôi cố gắng hàng ngày thực hành rồi khai thị cho họ, tức oan gia trái chủ nghe. Sư tỷ bảo đối với cả những căn bệnh như thế này thì chỉ có chân thành sám hối, hướng thiện, khai thị, hòa giải cùng oan gia trái chủ để mình niệm Phật hồi hướng cho họ, đôi bên cùng lợi dưỡng. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu thử làm theo lời tỷ dặn. Tôi vừa xoa nhẹ nhẹ chỗ đau ở ngực, vừa khấn: Kính thưa quý oan gia trái chủ trên thân tôi, từ vô thỉ kiếp đến nay, tôi vì vô minh mê muội nên trong lúc hy hữu cố ý đã làm tổn hại đến quý vị. Nay tôi có được thân người và có cơ may kết duyên với cả Phật Pháp, tôi không quên quý vị. Nếu quý vị nhất định trả thù tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận quả báo, vì nhân này là do tôi tự gây ra. Nhưng tôi thấy cách này chỉ làm quý vị khoái lạc nhất thời, vẫn không thể giải quyết được vấn đề căn bản, giải thoát sinh tử. Nên tôi hy vọng quý vị thâu lại thân tâm, nghe tôi niệm Phật, niệm chung với tôi, để chúng ta cùng nhau vượt khỏi sinh tử luân hồi. Từ nay trở đi, tôi luôn luôn hướng thiện, và khi làm bất cứ một việc thiện lành và giúp người gì, tôi đều hồi hướng cho quý vị. Mong quý vị hãy tha thứ cho tôi, đừng làm chướng ngại tôi. Tôi biết nếu như uống thuốc sẽ làm tổn hại đến quý vị, nên tôi quyết định không dùng đến thuốc để tiếp tục oan oan tương báo. Từ giờ trở đi, tôi chỉ dùng phương pháp niệm Phật là nước từ bi để lấy đức báo oán. Mong quý vị chấp nhận sự sám hối chân thành này của tôi. Khấn như thế xong, tôi vừa niệm Phật vừa xoa chỗ đau. Thật vi diệu làm sao, cách này thật bất khả tư nghi. Đến chiều hôm đó, tôi thấy ngực của tôi đau chỉ còn 1/10 lần. Đến nay là 2 bữa rồi vậy, vẫn dùng cách này mỗi khi bị đau bất cứ chỗ nào trên thân thể và hiệu quả tức thì. Tôi thấy rõ ràng quá hay, quá hiệu quả, chân thành sám hối quả nhiên có được lợi ích. Hôm nay tôi đem câu chuyện của mình để chia sẻ, nhằm mong các vị đồng tu có thể áp dụng cách này mỗi khi bị đau bất cứ nơi nào trên thân thể. Bệnh do oan gia nghiệp lực, thật hay lắm. Chúng ta mang thân này dĩ nhiên phải có bệnh, sinh lão bệnh tử mà. Bác sĩ chỉ chữa được bệnh sinh lý thông thường thôi, còn bệnh do nghiệp lực hay do oan gia trái chủ đến đòi thì chào thua. Chúng ta một khi biết được gốc căn bệnh của mình thì hãy chọn cho mình một cách điều trị thích hợp. Niệm Phật bấy lâu, nhưng đến bây giờ tôi mới cảm nhận được oai lực của câu niệm Phật thật là không thể nghĩ bàn. Chỉ có chân thành sám hối và nhờ Phật lực gia trì mới có thể cảm hóa được oan gia trái chủ mà thôi. Kính thưa quý vị thân mến, và đến đây thì nội dung của video ngày hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.